Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Lời đầu năm thì cho mình xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể anh em. Và ngày hôm nay chỉ là ngày mùng 1 Tết thì mình cũng sẽ làm một cái video ngắn thể hiện sức mạnh của GL ở season 19 khi mà chúng ta đi BC. Và mình sẽ đi em nó ở chế độ một mình, tức là không có PT của bất kỳ con búp nào, và chỉ mình em nó để thử xem em nó khi mà đi BC 7, BC của cái map cuối thì có thể cứu tường nhanh được không, và sức mạnh của em nó thể hiện ra làm sao. Và sau khi đi BC thì mình sẽ cho anh em thấy cách build một nhân vật GL có lượng đam cao nhất ở season 19 thì nên build như thế nào. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em cùng đi BC nha anh em. Ôi ôi, thấm kìa anh em. Ôi ôi. Hiện tại là mình sẽ sử dụng skill của Master 5 nha anh em. Và sau khi điện tường thì chúng ta sẽ búp lên. Ui trời ơi, hai đâm bể tường. Cái gì vậy? Tường này nha, có bao nhiêu hit? Hai hit. Trời ơi, GL của tôi ơi. Cổng hai đâm và tường cũng hai đâm. Và có khả năng sẽ là một hit nếu như mà anh em có thêm ép búp cũng như là con nhân vật DK đi theo dòng năng lượng và mang set búp nha anh em. Đam ở BC là 4.6 triệu rồi, 6 triệu kìa anh em. Quá là khủng khiếp. Lời chào mừng năm mới của mình anh em thấy ok thôi nhé. BC đam 2 hit là bể tường. Như này thì IKS lại GL ở BC season 19 nữa anh em ơi. Rồi, mình vừa hoàn thành BC rồi, với khi sử dụng nhân vật GL ở season 19. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống map Davis 3 để test đam cũng như là show build nha anh em. Rồi, mình vừa đưa nhân vật của mình xuống map Davis 3 và test build. Thì ở đây trước khi test build thì mình sẽ show bảng C cho anh em thấy. Hiện tại GL của chúng ta sẽ có được ATK power là 15.161, là lượng ATK thấp nhất, và cao nhất sẽ là 15.600 và 9.710, đó chính là lượng đam bot tăng thêm khi mà mình sử dụng sỏi vàng và hay còn gọi là sỏi hoàng kim. Còn nếu như mà anh em sử dụng con pet UR thì chúng ta sẽ có một lượng ATK còn cao hơn nữa anh em. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng sỏi vàng á, thì chúng ta sẽ có lượng đam trên một hit mà sẽ cao hơn rất là nhiều khi mà anh em sử dụng pet thú cười UR. Thì bây giờ không cần phải nói nhiều nữa, mình sẽ cùng với anh em test đam em nó. Mình đầu tiên mình sẽ sử dụng skill Master 800 trước với cách build này. Hôm trước là chúng ta có một cái video ngắn về GL và chúng ta có 2.900.000 đúng không anh em? Và anh em có thể thấy không, vừa nhảy lên con số 3.458.000, 3.4 triệu. Ôi mẹ ơi, GL bây giờ vẫn là max speed nha anh em. 3.458.000. Và mình để khoảng 30 giây xem sao. Tổng lượng đam DPS trên 1 giây sẽ là 23 triệu. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đổi sang skill Master 800. 3.584.000, gần 3.6 triệu luôn anh em ơi. Ui lượng DPS này 30 triệu, 29 triệu, 31 triệu, 28 triệu, đang giảm dần và giữ khoảng 30 triệu nha nhé. 30 triệu đam trên 1 giây, đây chính là lượng đam mà GL có thể gây trên 1 giây, top 1 ở nhân vật season 19 của mùa online. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho nhân vật GL của chúng ta. Một con số thì không thể nhân vật nào có thể vượt qua được cái ngưỡng này anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi lên mặt cuối để thử xem với khi mà anh em đi mắc đam như vậy thì anh em có đi trên được không. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách build một nhân vật như vậy thì anh em nên dùng thẻ bài như nào.
Rồi, như vậy là mình vừa đưa nhân vật GL của chúng ta đến với map Island và bài sẽ là vẫn hot spot win. Ui, clear vẫn cứ kinh khủng như ngày nào anh em ạ. Tâm đánh chỉ có rank 6 nên sẽ rất là khó khăn đối với GL khi mà những cái con quái vật ra ngoài rank. Nhưng mà trong tâm đánh của GL thì tất cả mọi chuyện nhỏ anh em ạ. Đối với một lượng đám BC khủng 2 hit, kể cả cổng và kể cả tường, thì GL đi trên với theo dòng phần sức mạnh thì em nó vẫn đáp ứng được khả năng đi trên và kéo team cực kỳ tốt. Quá là khủng khiếp. Rồi, KDA vẫn trên 0.6 luôn anh em ạ. Rồi, như vậy để build được một con nhân vật như GL như này thì anh em nên build như thế nào? Đối với bảng C thì mình đã có hướng dẫn như hồi nãy anh em có thể thấy. Khi mà chúng ta mang Aura lên thì lượng Attack Power chúng ta tăng lên 15.643 và cao nhất sẽ là 16.100. Cũng như lượng đam bonus hay là đam tăng thêm sẽ là 10.132 điểm nhé. Và bây giờ mình sẽ bật bảng thẻ bài lên, tức là Master 5 cho anh em cùng thấy. Đối với bảng thẻ bài mình sẽ dùng là sẽ là nút đam. Và mình sẽ dùng skill là chỉ là skill Oversting Obstruction là skill Master 5. Đối với bên trái của thẻ bài xanh nước biển Blue, mình sẽ sử dụng đầu tiên sẽ là Minimum Attack Power, thứ hai sẽ là tăng đam của cánh gấp 5, thứ ba sẽ là tăng Max Dam Attack Power, thứ tư thì mình sẽ sử dụng là tăng phòng thủ của cánh gấp 5, và thứ năm sẽ là tăng Mastery Attack Power, tăng sức mạnh ATK của em nó lên 336 điểm. Đối với màu xanh nước biển ở bên trái thì mình sẽ sử dụng là tăng đam thuộc tính nha nhé. Mình sẽ sử dụng tăng đam thuộc tính cho nhân vật của GL của mình. Và ở thẻ bài thứ hai thì mình sẽ dùng là tăng nhanh nhẹn. Bài thứ ba mình sẽ tăng là attack power theo mỗi level. Cái thứ tư mình sẽ tăng nút đam. Cái thứ năm mình sẽ tăng tiếp tục nút đam. Và thẻ bài thứ năm thẻ tính nhanh mình sẽ dùng double đam. Và bên phải sẽ là crit đam. Chúng ta sẽ sử dụng tương tự như vậy đối với thẻ bài màu xanh lá cây và thẻ bài màu tím. Và các chỉ số nó chỉ thay đổi khi mà anh em có thẻ bài nó khác nhau thôi anh em ạ. Còn lại gần như là tương tự nhau. Ở đây thì mình sẽ khảm lại cái thẻ tinh anh cho thẻ bài loài xanh lá cây nha anh em. Cái lực tổ cạc này anh em. Rồi, bị lỗi không tăng được, không cho khảm anh em ạ. Lại bị lỗi nữa rồi. Rồi, lỗi rồi anh em ạ. Lỗi rồi thì chúng ta khảm đài một cái gì vào cũng được anh em. Khảm 8 vào đi. Rồi, và ở cái thẻ bài màu tím thì anh em nên để cho mình sẽ là triple đam. Và ở bên trái sẽ là tăng đam một skill lên anh em. Để anh em có được lượng đam cực kỳ tốt. Và trên đây là video hướng dẫn build của mình đối với một nhân vật GL ở season 19 của GL đi theo dòng nhanh nhẹn và đi theo hướng max đam, tức là có một lượng đam cao nhất có thể đối với thẻ bài Master 5. Và hy vọng là video này giúp ích được ít nhiều cho anh em, và mong là ngày đầu năm mới thì anh em gặp được nhiều may mắn. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để mình có thêm động lực và có thể lì xì cho mình bằng cách donate qua tài khoản Momo mình đang để bằng mã QR hiện ở trên màn hình. Bye bye và hẹn gặp lại nhé ở các video tiếp theo. Bye.